Chào các bạn nha. Này để mình quay cho các bạn xem chiếc máy cày nó kéo cái khúc cây này các bạn. Cây này khủng lồ luôn các bạn ơi. Để coi chiếc máy cày này nó kéo cây này như thế nào nha. Chạy cũng mất được vậy. Kéo mà không có lên bánh xe giờ kéo nằm ở dưới đó luôn rồi các bạn. Lết luôn. Lết luôn, kéo lết luôn nha. Chiếc máy cày này cây đầu gốc luôn mà. Cắt bây giờ nó kéo nó bị cản ở trên chỗ này các bạn. Giờ lấy máy cưa ra. Ghê không? Kéo lết một đường luôn nè các bạn. Kéo ra tới đây thôi hả? Bây giờ thay ve vô có thể kéo thêm một lóng cây hay cả hai lóng nữa gì đây các bạn. Thôi quay đầu lại. Đó, chiếc máy cày đó là giờ đang chạy vô kéo nữa đó các bạn ơi. Thôi máy cày một mắt nữa. Đó. Bên đây mất tiêu hết con mắt rồi các bạn. Lỗ trong phọc rồi kìa. Ghê không? Ui tuôn bánh luôn. Ô đụng luôn. Bây giờ lôi thêm một khúc cây này ra nữa các bạn.
tuôn bánh luôn, tuôn bánh luôn, tuôn bánh luôn rồi. Nhóng rồi, nhóng rồi, giật cây, giật cây, giật cây. Rồi kéo anh lết kìa. Thôi giờ để ảnh vô anh kéo một khúc nữa mình quay cho các bạn xem tiếp nha.